Chiều ngày 7 tháng 3, tại đảo Ký ức Hội An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã chủ trì cuộc họp ban tổ chức để nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai mạc và các hoạt động sự kiện năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022. Cùng với các văn bản kế hoạch, kịch bản chuẩn bị, đến thời điểm này, ban tổ chức đã hoàn thành việc xây dựng logo và bộ nhận diện năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022. Triển khai công tác quảng bá, tuyên truyền với nhiều hình thức, chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền năm du lịch quốc gia 2022, kêu gọi tài trợ và rà soát giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị các sự kiện lớn trong chuỗi các hoạt động của năm du lịch, đặc biệt là lễ khai mạc, bế mạc, kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Ấn Độ và các hoạt động đối ngoại một số hoạt động được quan tâm là tôi trải nghiệm các sản phẩm du lịch xanh tỉnh Quảng Nam từ ngày 24 đến 27 tháng 3 khai trương làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú Gò Nổi chiều ngày 24 tháng 3 chương trình nét xưa phố hội từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 3 và các hoạt động hưởng ứng lễ khai mạc ngày hội khinh khí cầu do công ty dịch vụ chiến thắng và công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng chủ trì hội thảo phát triển du lịch xanh Quảng Nam sáng 25 tháng 3 tại Hội An hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa lễ hội từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 25 tháng 3 tại công viên văn hóa ấn tượng Hội An, giải gôn thường niên tỉnh Quảng Nam, công bố tuần lễ du lịch xanh, chương trình đêm mỹ sơn huyền thoại từ 16 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3. Xác định năm du lịch quốc gia 2022 là một sự kiện lớn quảng bá điểm đến du lịch xanh Quảng Nam cũng như tạo sức bật cho du lịch cả nước. Gắn liền với đó là sự kiện mở cửa đón khách quốc tế Ban tổ chức nêu cao tiêu chí an toàn, khoa học và hiệu quả, kiểm soát tốt phòng chống dịch và xử lý các tình huống phát sinh có liên quan. Đặc biệt, theo suốt chủ đề du lịch xanh, các hoạt động phải được tổ chức hiệu quả, chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh xác định thời gian không còn nhiều, những vướng mắc được chỉ đạo phải khẩn trương xử lý, chuẩn bị chú đáo đảm bảo thành công toát lên xuyên suốt chủ đề du lịch xanh. Tất cả các sự kiện hoạt động từ khai mạc cho đến khi kết thúc năm du lịch phải được tổ chức chặt chẽ, khoa học, mang lại hiệu ứng cao. Ban tổ chức cũng thống nhất chương trình khai mạc năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 giờ lại sau một ngày so với dự định, tức là ngày 26 tháng 3 năm 2022.